Rồi rồi, em hiểu được chơi chưa? Em hiểu rồi đó. Là em được chọn tất cả mỗi trái quỷ luôn, nhưng mà mỗi trái thì chỉ được chọn một lần thôi. Rồi, bây giờ let's go. Để coi ra trái gì đây. Các bạn biết tại sao vòng quay mình không để V1 vô không? Tại sợ V1 vô là lỏ luôn. Ui, cái mochi. Mochi đi. Mochi. À, mày mochi xong. Ủa gì vậy? Ok, với mochi thì em sẽ chọn trái khắc chế với mochi là trái blizzard đi. Trái blizzard đi, mới cày luôn. Em chọn trái đó không biết phải anh chấp em không nữa hay là em chấp anh cũng không biết nữa. Rồi bắt đầu hiệp đầu đó. Bắt đầu cái cục kết. Ủa. Chơi gian quýnh hụt nó chứ bữa thiệt. Sam. Ây da, cái gì vậy? Ê, trái blizzard rất là nguy hiểm nha các bạn, không nên tiếp cận nó nha. Chúng ta chỉ cần đứng ở ngoài ghĩa thôi được. Đó, nó đồ men này kìa. Đồ men này kìa, chưa gì vô đồ men này kìa. Rồi bắt bài, bắt bài, bắt bài. Ây da. Ui da. Ôi, vô cái đồ men của em nó phá chiêu luôn kìa. Rồi, đồ men bá đạo vậy Gocho. Gocho thì chỉ có 1/2 thôi. Gocho thì chỉ có 1/2 thôi. Bye bye Gocho. Dạ dạ dạ. Ờ sao ra được? Cái chích cái chích. Không biết chơi cho đó hay gì. Đồ men thì không biết chơi cho đó hay gì. Ai da. Quả tiễn. Mày né hổ. Rồi rồi mày xong rồi. Xe ủi tới nè con. Ơi. Rồi. Ơi. Khùng mày khùng mày khùng. À chi tiết đồ men liên tục luôn các bạn ơi. Mở rộng lên đĩa quá trời luôn. À tới được anh nè. À. Mở rộng lên đĩa. What the fuck. Bye bye. Ok các bạn ơi, cuối cùng Gocho đã về thế 1/2 nha các bạn. Trận chiến đầu tiên, tỷ số nghiêng về phía của mình 1-0 nha. Ok, đến vòng quay thứ hai nha các bạn, để xem coi lần này mình có ra được trái mochi một lần nữa hay không nha. Ê, ê. Một đều rồi nha. Ai à, trái smoke các bạn ơi, trái khói. Ê, đừng giỡn nha, trái này cũng của đô đốc hải quân đó chứ không phải đơn giản đâu. Em sẽ xài trái trái god, trái god mấy bữa nay chưa lên video nè. Vậy em xài mấy trái lỏ lỏ không rồi hồi thua khóc nữa nha. Trái god mà lỏ hả? Ok, vậy vô nè. Ủa? Chó ăn vàng nè. Gì kỳ á? Mày ăn vàng chờ chờ ta. Mày... Ôi, mạnh nó chứ, mạnh nó chứ, mạnh nó chứ phố. À da, da. Em đẩy anh dính dách luôn rồi. Nè, chạy, chạy hộ. Mày, đù đù. Rồi rồi, đây nè, con thiệt nè chứ gì. Con thiệt nè chứ gì. Xong phim luôn. À, Phú ơi, nói thiệt nha, bữa nay thấy em chơi hơi gà. Sao vậy phố? Có chuyện gì buồn hả? Người yêu bỏ đúng không? 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 Ôi má, bữa nay anh đánh hay vậy trời, smoke mà đánh dữ em có nội. Rồi đánh rồi rồi. À da, smoke slam. Ủa cái vội cái đó vội smoke slam mày. No. Hình như quýnh hay cỡ nào hay chứ với smoke nó cũng không lật kèo được hay sao phú ơi. Mày ui ui lật kèo được, lật kèo ui out kìa. Một chiêu nữa, một chiêu nữa. Ủa sao không chú, what the hell out. Man mày ui ui hay quá, sao làm mấy pha ảo vậy. Ây da, né né né, kênh chích kênh chích. Từ mày từ mày từ mày. Bye bye. À. Một đều ma cây khoa. Ok ok, hồi này này Vidac nó random chứ gì, quýnh mình bằng trái đó luôn nha. Ok ok, thế sao? Oh, trái trong tường nha. Trái gì trong tường? Hình như trái này mới random ra nè. Ok, thì do một pha mình random ra trái quá phế nên là Vidac lật kèo và trở thành một điều nha. Rồi đến vòng quay thứ ba, hiệp đấu thứ ba này mình phải giành chiến thắng mới được. Không thể nào để nó ức hiếp được, không thể nào để nó ức hiếp hoài được. Ôi trời hả, em nhớ hôm trước anh xài cho ai anh quýnh em cỡ nào không phố vậy. Trời cái T-Rex đồ anh cho em về thời kỳ băng hà luôn nè. Rồi rồi, bắt đầu chơi bật khủng long băng hà rồi các bạn ơi. Rồi chơi rồi đúng không? Rồi rồi, đó, nhẹ nhẹ vô thôi ha, sương sương thôi ha. Nè nè nè, bắt cua nè, bắt cua nè. Ôi bị lừa, bị lừa. Anh nói rồi mà hút. Đây bật ra. Anh nói rồi, ôi hay vậy. Nè, lại đây, lại đây. Nè, bay vô nè, bay vô chưa bay đi. Trời nhát. Có chiêu đâu xài ơi. Nè coi nè, chim băng. Nè nhìn chưa bay nè, nhìn phát biết luôn. Nó chạy kìa, mày chạy. Mày chạy. Ảo mày ảo. Nè dính trưởng nè. Rồi xong xong xong, vô đây vô đây vô đây. Anh sắp chết tên rồi. Ai ai nãy giờ không đi ta, sao máu hết trơn rồi. Ui dạ dạ dạ. Ôi về ôi. Băng hà đi. Rồi rồi mày về thời băng hà nè con.
mày về thôi bạn hè nè. Ui mất chiêu hết trơn rồi. Mất chiêu hết trơn rồi ơi. No. Quá dễ kìa mọi người ơi. Ôi các bạn ơi, pha nãy mình tưởng thiên thạch từ trên trời rơi xuống không á. Ừ quá, lâu lâu mới trúng được chiêu ép của coi cái chiêu này á. Thì mặc dù mình đã khá là cố gắng trong trận chiến đó nhưng mà tỷ số vẫn là 2-1 nha các bạn. Ờ à, mất cân bằng quá rồi, sao có trái A có thể thua trái T-Rex chứ, đáng ra phải đưa nó về kỹ băng hà đúng với trời. Gọi, gọi Mochi. Yes. Siêu. Yes. Siêu. Ủa cái lỡ mà não mà. Em sẽ xài trái mắt ba. Trời, nó tính donut mình hả? Em đánh nó lôi mới không. Rồi, Akino vô mày. Mày lần đừng tưởng, ơi. Mày đừng tưởng lần trước mày donut được tao rồi, lần này mày ảo. Ui da, ui da. Ui da. Nè, 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 để coi. Để coi thằng nào nóng hơn. Rồi, mày biết dùng bung tao không biết dùng hả? Rồi, xong, xong, xong. Chiến này xong rồi Akino ơi. Dạ, đau à, đau à. Chiêu sao, chiêu sao, chiêu đó mà. Rồi, rồi. Mày ôi hắc não, hắc não gì đây, ra đây ra đây ai ẩu nha. Cái đó bự đó, cái đó trúng, cái đó trúng là cũng mệt à. Ôi, gì ôi, không trúng não vậy ta. Mày em bắn em có nhắm không mà đòi trúng anh. Nhắm rồi anh bắn em sợ. Khùng hả mày, cười cười anh em cười ơi, anh cười. anh thấy mình hụt cái anh cười má hài hài hài. What the fuck? Hài vãi anh em ơi, hài vãi. trong phim đâu phải vậy đâu. Akeno ơi, ai da, Akeno ơi. Trong phim không phải vậy, phải hắn. Chạy đi. What the fuck, má, mà nó xàm vậy. Thì trận thứ ba người làm bánh giỏi nhất chính là Ace nha các bạn. Và đương nhiên tỷ số hiện tại đang là 2-2 nha các bạn. Quá đơn giản luôn. Rồi à, đến với vòng quay thứ 5 nha. Lần này chỉ cần ra trái tầm Rumble đi. Ừ Rumble, anh thích trái Rumble hơn. Tại vì BBB, ui ra luôn kìa. Gì hết vậy? Rồi ra trái mình mới đánh bại luôn. Trái Magma. Em sẽ chạy trái Break hả? Rồi, trận rồi. Đấu thứ 5 nha các bạn, hiện tại tỷ số đang đều nên là trận này cũng không căng thẳng lắm. Chỉ cần gỡ đều thôi được rồi. Bàn tay của công lý, mày. Cái chiêu đó không thể nào trúng được em đâu, em nói thiệt. Sao vậy, em tưởng em nhanh hả, em tưởng em nhanh hả, ui, ui. Cũng chắc nhanh chắc đó, ây da, ui. Ảo kìa, ảo kìa, ảo kìa. Các bạn thấy vì đắt nó xài Jesse Brick có bao giờ thắng mình không các bạn? Nó tưởng nó là chùm BBB. Bắn tùm lum. Kìa, bắn kìa, bắn gì chưa trúng, bắn gì chưa trúng. Bắn nhiều chưa trúng đó. Ôi, trúng được có 4.000 đam mà tiếc thiệt. Nè, nè, nè. Có gì là trúng dữ vậy? Nè, ui. Ây da, ây da. Ây da, combo ghê vậy. Thằng này nó lén lén. Ôi, ôi, ôi. Đứng yên bắn kìa, đứng yên bắn kìa. Anh này anh thông minh. Anh này lén lén học combo gì vậy ta. Ảnh tưởng anh hay, ảnh tưởng anh hay. Chạy đi, sao không chạy. Con dây vật này bị khùng rồi. Mày chửi luôn. Ôi bắn hụt. Rồi hụt 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 hụt. Ui giờ chị né ngược lại là được, không minh bại. À ấy da. Ủa bye bye, bye. Rồi một chiêu, một chiêu. Bây giờ hai thằng mỗi thằng một chiêu đó. Mỗi thằng một chiêu đó, coi né đi nha. Mày né. Ôi cái trong mắt. What the fuck? Nguyên một cục luôn. What the fuck? Ê, chiến này không bắn tùm lum nữa rồi. Chiến này mình đã bắn thẳng mặt luôn. Ok các bạn ơi, thì trận chiến này Akinu đã donut Big Mom nha các bạn. Và tỷ số là 3-2 nghiêng về phía của mình. À, đừng nói là... Không có gì đâu, quay tiếp đi. Ok các bạn ơi, đến với vòng quay tiếp theo thì trận này có vẻ Phúc nó đang xài trái Kitsune thì phải. Ôi, ôi đừng, nói Kitsune, đừng Kitsune mót nha, đừng. Là Kitsune đó. Đu à. Một nhích nữa thôi nó lên chém Blizzard rồi. Ủa nãy em xài với Kitsune mà. Ủa em có chọn đâu. Ủa. Ủa em có nói chọn hả. Ủa ai này nó khôn quá các bạn ơi, thông minh quá. Ủa em có nói em chọn nữa ta. Anh rồi 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 anh sai đây vô nè. Anh không thuộc trúng rồi không biết phát. Không trúng. Rồi không trúng thiệt. Hey helicopter. Ôi má chưa gì nữa kêu máu rồi. Ơi tính ra chết sao mạnh ác hết chứ. Ờ chứ sao kêu. Nè nè mạnh mạnh. Anh ghiềm tâm đỉnh đó Phú ơi. Anh ghiềm tâm hơi bị đỉnh. Mày em sắp chết rồi đó. Né hộ. Né hộ. Né luôn kìa, né hết chưa luôn. Cây cây ơi, cây ơi. Cây cây.
Ôi chắc tôi đứng đây tôi coi này nó muốn ôi quá. Cái này coi nó thích thú thì nó bính với thằng dài chứ sao móc kìa má nó dạ. Coi cái cách nó thích thú quá đi thôi à. Coi cái cách nó hưởng thụ khi nó quýnh hàng xài chứ smoke kìa các bạn ơi. Chạy đi cô. Thằng khốn mày mày phải chết. Đâu. Tại sao lại là chết smoke nữa vậy hai lần rồi. Ok, tỷ số bây giờ là 3 đều nha các bạn. What the hell. Không bao giờ xóa chết smoke khỏi vòng quay được không ta? Anh hai lần rồi đó. Một trái đó khác đi. Chuyệt. Chết đắt. Okay, ôi đừng, đừng, đừng. Đừng chết chết đâu chứ mới chết đắt tao đọc lộn. Chết đắt hả? Chết đắt. Chết đắt kiếm chạy xe xa đồ. Ây da, nó chơi phiên bản nâng cấp của mình không vậy ta? Ai, nhưng mà hiện tại đang là trời sáng đó nha, Shadow. Lo được, em lo được. Ai, trái đất là của gâu đen nha. Ấy, trái đất là có thêm trái chấn động đúng không? Để lấy trái chấn động cho năng. Đâu gái, anh diễn kìa, diễn kìa. Anh diễn kìa. Ủa, chứ gâu đen xài được trái chấn động không? Đâu anh hỏi có đi trên tô không? Giỡn á, chứ không lẽ anh làm vậy, khùng quá à. Anh em nhau chơi không à? Chơi nhau không à? Ủa, vậy? Phải hay hẳn, biết ngán nhau á. Vả cái chữ nè nè coi anh múa nè coi anh múa nè anh múa ghê mà nè mày né. Ủa sao ngắn ngủn vậy, cái gì mà ngắn ngủn vậy? À mà anh vẫn chưa biết chiêu gì hả? Lắc hả? Ủa vai chi biết là vậy. Mày từ đắc bom cái gì nè, đắc bom cái gì mạnh lắm hay gì nè, đắc bom em trúng, em trúng mới mạnh nha. Rồi anh thuộc chiêu đó, anh thuộc chiêu đó rồi khủng hả? Rồi thuộc luôn. Ủa là sao nữa, là sao nữa vậy chứ? Đắc bom, đắc bom, đắc bom. Ui mạnh kìa, mạnh kìa. Ui hai cái mấy đam luôn hả, ghê vậy. Rồi sao chạy. À trái đất này hình như hơi phế, phải nó chỉ nghiêng về khống chế thôi Phúc ơi. Rồi 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 rồi, đúng là dạng V2 của mình mà các bạn ơi, không thể quýnh lại nó rồi, gặp bố rồi. Bố ơi, bố ơi. Rồi kìa kìa, hay kìa hay kìa hay kìa hay kìa, combo. Wow đỉnh vãi. Rồi canh chích, canh chích, canh chích thôi, canh chích thôi. Biết sao không, trái này á, quan trọng nó kỹ năng cao đó. Đó. Đó, rồi xong rồi hắc não thôi. Thôi, bây giờ mình đợi chiêu nó hồi lượt, mình combo phát one shot luôn cho các bạn coi nè. Nó ảo. Không cần giả bộ cũng hắn rồi. Ui. Mày. Nè nè, bùm nè, chạy, chạy, chạy. Ui. Đi. Chạy đi. Ôi, sao phải đó. Mày, chạy. Tao đánh mày tàn canh luôn. Mày né hổ. Tàn canh luôn. Rồi, 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 rồi. Rồi, rồi, ui, né, hay vậy, né đi, hay vậy, né đi, trời ơi, vậy mà hụt, ui, ui, ghê vậy, ghê vậy. Rồi, thằng nào cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp lắp phút hết trơn vậy ta, mày. Rồi, bye bye luôn, xin lỗi nha, em phải hắn rồi lên rồi, em okay. Thử không muốn okay. Hắn. Mà đôi okay. Khi cái trận trước này okay. Nó dễ quá. À. Cái đất cứt heo này. Rồi, tỷ số hiện tại đang là 4-3 nha các bạn. Anh biết cái tiếp theo em chọn là gì đó. Ôi trận cuối cùng rồi, không lẽ nào nó định sử dụng con bài Kitsune. Đu, đu, ôi. Đu, Blizzard. Rồi mày xong Kitsune hả con. Ok bây giờ mình sẽ ăn trái Blizzard nha các bạn. Ấy, ẻ của anh có battery chứ Blizzard. What the hell. Chị đổi sang gạt em đi, em anh đổi vai đi. Cái Blizzard này nè, lần đầu tiên xài cái này luôn á. Ủa đâu lần thứ hai chứ. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã trở thành da đen với đặc nha các bạn. Không biết trận này thắng nổi không nữa. Xài skin này thấy yếu yếu làm sao á. Đen mới sơn súng tăng skin đó ông nội. Sơn súng tăng skin là gì ông nội? Sơn skin tăng súng. Sẵn sàng chưa? Mày. Ôi thằng này cũng chơi ăn gian giống mình nè. Mày đỡ hộ đồ man expansion. Mạnh vậy. Mạnh như là. Dạ dạ dạ. Vậy em, vậy em, vậy em. Mạnh vậy. Mạnh như là anh. Vậy em. Mạnh như là anh ơi. Ma gì 5 giây à. Ủa má gì là thua đó trời. What gì mà xảy ra vậy? Vậy là tỷ số giờ là 5-3 nghiêng về phía của anh này đó hả? Tại anh là Vy Đắc nè, vậy là Vy Đắc chiến thắng các bạn ơi, mình đã chiến thắng rồi. Yeah, anh crazy là anh thua rồi. Em mà, em mới là Vy Đắc. Tao là Vy Đắc nè. Các bạn biết ai thắng không các bạn ơi, comment đi các bạn ơi. Ok, thì video hôm nay đã kết thúc với tỷ số là 5-3 nghiêng về phía Vy Đắc chính là mình đây. Bài học của ngày hôm nay đó chính là gì? Trái Kitsune mạnh vãi cái...